Chào tất cả các em học sinh thân mến. Ở phần nội dung hôm nay là chương trình dạy học trực tuyến trên Internet, được thầy cô Tổ giáo dục thể chất thực hiện. Nội dung bài học, thể dục, bài thể dục nhịp điệu nữ khối 10-16 động tác. Ôn động tác từ 1 đến 9, học mới động tác từ 10 đến 12. Mục tiêu cần đạt. Biết cách thực hiện động tác 10 đến 12. Thực hiện cơ bản động tác. Vận dụng tập luyện hàng ngày. Trước khi vào nội dung bài học, các em tiến hành khởi động và căng cơ. Hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn phần khởi động chung cho bộ môn thể dục. Nguyên tắc khởi động, chúng ta sẽ khởi động từ trên xuống và từ xa đến gần. Phần 1, khởi động chung, động tác 1, xoay cổ, hai chân rộng bằng vai, hai tay sống hông, xoay chiều từ phải qua trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ tay của chân, chân trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cẳng tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác phần mình ở tư thế nghiêm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 6, tay này chạm mũi chân kia, hai chân sang ngang rộng hơn vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay gối, hai tay đặt trên đầu gối, xoay từ ngoài vào trong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 8, gập duỗi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần 2, căng cơ. Động tác 1, hai chân chụm vào nhau, nhón chân, hai lòng bàn tay đan vào nhau, duỗi thẳng lưng ra phía sau tạo hình cánh cung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 2, hai tay chạm mũi chân, hai chân thẳng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 3, hai chân sang ngang, hai chân rộng hơn vai, hai bàn tay nắm hai cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 4, hai tay nắm cổ chân trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 5, đặt chân trái trước, chân phải sau, hai tay để sau gót, căng hông về phía sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai tay chạm mũi chân trái, hai chân thẳng. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4 5 6 7 8 đỡ bên. 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Động tác 6, ép ngang, ép chân trái trước. 1 2 3 4 5 6 7 8 đổi chân. 2 2 3 4 5 6 7 8. Vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em phần khởi động chung cho bộ môn giáo dục thể chất gồm hai nội dung. Nội dung 1, xoay các khớp. Nội dung 2, căng cơ. Chúng ta sẽ tiến hành với nội dung thể dục. Chúng ta tiến hành ôn lại động tác mới từ 1 đến 9. Tổng quan động tác từ 1 đến 3. Sau đây là nhịp đếm, các em cùng chú ý lắng nghe và thực hiện. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên, căng ngực, mắt nhìn thẳng. 5, 6, 7, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Tổng quan động tác từ 4 đến 6. Sau đây là nhịp đếm, các em cùng chú ý lắng nghe và thực hiện. Tư thế chuẩn bị, tư thế đứng cơ bản. 5, 6, 7, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Tổng quan động tác từ 7 đến 9. Sau đây là nhịp đếm, các em cùng chú ý lắng nghe và thực hiện. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng. 5, 6, 7, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.
chúng ta tiến hành học động tác mới từ 10 đến 12. Động tác 10 di chuyển ngang, chân chéo sau 2 lần 8 nhịp hoặc 4 lần 8 nhịp. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng, hai tay chống hông, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 1, bước chân trái sang trái gọng bằng vai, hai tay dang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 2, chân phải đưa ra sau chân trái, mỗi bàn chân chạm đất, hai tay đang chéo trước bụng, bàn tay hướng vào thân. Nhịp 3 như nhịp 1. Nhịp 4, gặp cẳng chân phải và vỗ tay. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4 như di chuyển sang phải. Động tác 11, bụng phối hợp với lường 2 lần 8 nhịp hoặc 4 lần 8 nhịp. Tư thế chuẩn bị như nhịp 8 của động tác 10. Nhịp 1, nhún duỗi gối, đồng thời bước chân trái sang trái một bước rộng hơn vai và gặp thân, hai tay với thẳng xuống sàn tập. Nhịp 2, nhún duỗi gối, đồng thời khép chân phải về với chân trái, nâng thân thành đứng và gặp cẳng tay sau gáy, căng thân. Nhịp 3, khuỵu gối phải, chân trái đưa sang ngang, tìm mũi bàn chân nghiêng lườn sang trái. Nhịp 4, về tư thế đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng di chuyển ngược lại. Động tác 12, di chuyển chết trái phải 2 lần 8 nhịp hoặc 4 lần 8 nhịp. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên, căng ngực, mắt nhìn thẳng. 8 nhịp lần 1 và 2, di chuyển chết sang trái. Bước chân trái lên và vùi lùi chân phải về. Nhịp 1, chân trái bước lên chết sang trái khoảng 45 độ, chân phải dựa mũi chân, hai tay đưa trước, bàn tay sắp. Nhịp 2, bước chân phải lên, tìm mũi bàn chân trái, hai cẳng tay gặp trước ngực, bàn tay sắp. Nhịp 3 như nhịp 1. Nhịp 4 bật nhảy, đồng thời khép chân và vỗ tay. Nhịp 5, bước chân phải về sau, hai tay đưa trước ngực. Nhịp 6, bước chân trái về sau, hai cẳng tay gặp trước ngực. Nhịp 7 như nhịp 5. Nhịp 8, nhảy thu chân trái về và vỗ tay. 8 nhịp lần 3 và 4, di chuyển chết sang phải. Bước chân phải lên và lùi chân trái về. Liên nhịp 8 lần 2 và 4, sau khi nhảy thu chân về, hai tay chống hông. Tổng quan động tác từ 10 đến 12, sau đây là nhịp đếm, các em cùng chú ý lắng nghe và thực hiện. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng, hai tay chống hông, căng ngực, mắt nhìn thẳng. 5, 6, 7 bắt đầu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Một số bài tập thả lỏng.
bài tập về nhà. Củng cố nội dung kiến thức bài học ngày hôm nay. Ở phần nội dung bài thể dục nhịp điệu nữ 16 động tác, các em đã ôn động tác từ 1 đến 9 và học mới động tác 10 đến 12. Các em lưu ý, khi thực hiện động tác chú ý biên độ động tác và nhịp điệu. Dặn dò các em nhớ tập luyện hàng ngày, bài thể dục nhịp điệu nữ khối 10, 16 động tác và bài tập thể lực về nhà mà cô đã giao cho các em. Khi quay bài thể dục nhịp điệu để nộp bài, các em nhớ vừa đếm vừa thực hiện động tác. Phần nội dung hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em và gia đình luôn luôn khỏe mạnh.